Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 28 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 12 âm lịch, ngày Tân Tỵ, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi mưu sự dễ thành trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Sửu, tuổi Mão và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 28 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, thủy khắc hỏa cho thấy nhiều khúc mắc xảy ra trong gia đình bạn. Những mâu thuẫn có thể xuất phát đơn giản từ việc sắp xếp, thu dọn nhà cửa đón Tết nhưng không ai chịu nghe theo ý của ai. Để gia đình được yên ấm, mỗi người nên nhường nhịn nhau một chút và đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn. Nếu biết lắng nghe, có thể bạn sẽ nhận ra được thành viên trong nhà cũng đưa ra những ý tưởng sắm sửa phù hợp. Thực thần đem lại nguồn lợi rủng rỉnh cho con giáp này, bạn mệnh có thể nhận được một khoản dư giả do có sự cố gắng trong suốt cả năm vừa qua. Hãy sử dụng khoản tiền đó hợp lý, chớ nên tiêu xài một cách quá lãng phí. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim có cơ hội phát tài ngay trong hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa các thành viên trong nhà không nên mâu thuẫn với nhau. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ hãy tự đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc nên dành thời gian nói chuyện với người thân nhiều hơn. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, thiên ấn trợ mệnh, người tuổi Sửu khẳng định được vị trí của mình. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó, đưa tập thể vượt qua khỏi khó khăn và kết thúc mọi công việc một cách gọn gàng. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ trong năm tiếp theo bạn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ngay từ bây giờ, bạn có thể nuôi tham vọng cho mình và dần đề ra những kế hoạch phấn đấu, tin rằng sự cố gắng sẽ giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm của bạn mệnh cũng có những tiến triển tích cực. Sự xuất sắc trong công việc giúp bạn nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người xung quanh. Đồng nghiệp cũng không ít người có ý định tiếp cận bạn. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy có cách giải quyết vấn đề chính xác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa hãy đặt ra những mục tiêu phấn đấu cao hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc hãy chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày, chịu ảnh hưởng của tương hình ám hại, người tuổi Dần cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc, bạn có thể bị kẻ tiểu nhân tiếp cận bất cứ lúc nào. Vì thế, đừng vì bận rộn chuẩn bị cho Tết mà quấy quá trong quá trình làm việc. Khi được lãnh đạo giao cho bất cứ nhiệm vụ nào, bạn cũng phải nghiêm túc thực hiện cho tốt, đừng để cho kẻ xấu tìm ra cơ hội lợi dụng hay hãm hại. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng chính nam, phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hoặc tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy cẩn thận những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa hết sức cẩn thận khi bắt tay vào làm việc. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim chú ý đến các mối quan hệ xã hội. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, thiên tài chiếu mệnh. Hôm nay chỉ là ngày tuổi Mão thu về một khoản bộn tiền. Bên cạnh các khoản thưởng Tết, bạn mệnh còn có thể kiếm thêm các nghề tay trái,
Tuy bận rộn một chút, nhưng số tiền kiếm được hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khi cầm tiền trong tay, con giáp này cần lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý. Đừng vì nghĩ mình rủng rỉnh mà mở hầu bao cho những mục đích chẳng hề cần biết. Từ giờ đến Tết, bạn còn phải mua sắm và trang bị rất nhiều. Mộc sinh hỏa, tình cảm gia đình của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Bạn và nửa kia luôn cùng chung tay, thu dọn nhà cửa, sắp xếp công việc chung. Mỗi dịp Tết đến xuân về, quan hệ của hai người lại như được hâm nóng, trở về nồng nàn và ấm áp hơn xưa. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, có thái độ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nhận được sự quan tâm của người khác. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, có cơ hội phát tài một cách bất ngờ. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nên có cách chi tiêu hợp lý hơn. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn, trình ân dẫn lối, công việc của người tuổi Thìn đạt được những thành tựu đáng kể trong hôm nay. Sự cố gắng của bạn đã được cấp trên ghi nhận và trao cho cơ hội thăng tiến. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự yêu mến và nể trọng của nhân viên cấp dưới. Những định hướng của bạn giúp tập thể phát triển vô cùng nhanh chóng. Hãy tiếp tục phát huy năng lực của mình, trong tương lai bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc được thêm phần thuận lợi. Hôm nay, cả hỷ thần và tài thần đều xuất hiện ở hướng Tây Nam. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, công việc tiến triển vô cùng suôn sẻ. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, tìm ra hướng đi cho những công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có cơ hội được cấp trên cất nhắc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, đừng vội hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chính quan chiếu mệnh, ngày làm việc cuối cùng trong năm của người tuổi Tỵ tiến triển vô cùng suôn sẻ. Tập trung làm việc, bạn có thể hoàn thành tất cả các công việc được giao trước đó, tạo đà cho một kỳ nghỉ yên bình, không cần phải lo nghĩ. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn mệnh có thể dành thời gian để cân nhắc thêm về những định hướng tương lai của mình. Khi đặt ra kế hoạch, bạn cần có cái nhìn đúng về thực tế, chứ nên đưa ra những ý định viển vông, khó mà có thể thực hiện. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực định là ngày tốt để cầu tài, ký kết hợp đồng, yến tiệc, nhưng nên tránh kiện tụng, tranh chấp hay chữa bệnh. Vì thế, bạn cần sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng thì mới có thể gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, các thành viên trong gia đình quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, thường xuyên trao đổi và trò chuyện với nửa kia. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hội nâng bước, người tuổi Ngọ bắt tay vào làm việc gì cũng sẽ gặp thuận lợi trong ngày. Những việc tưởng chừng khó khăn cũng sẽ được bản mệnh giải quyết vô cùng nhanh gọn, dường như chẳng có điều gì có thể làm khó cho bạn. May mắn hơn, bạn còn tạo dựng được một quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đối tác nên luôn được giúp đỡ và chỉ bảo tận tình. Cũng nhờ vậy mà bạn có cái nhìn đa chiều hơn về mọi việc, tạo ra được những tác động tích cực cho sự phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, trong ngày hòa vượng, bạn mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi. Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống và sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, gặp phải nhiều điều thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, tạo được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tìm ra hướng đi mới phù hợp với bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên lao động quá sức. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi,
Thiên ấn chỉ đường dẫn lối, người tuổi Mùi chẳng phải lo về sự nghiệp trong ngày hôm nay. Dù gặp khó khăn, bạn cũng được cấp trên hướng dẫn, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời điểm này, những người đi theo con đường học hành, nghiên cứu cũng thu về những kết quả tích cực. Bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua, thì nay cũng là lúc bạn có thể tạm gác lại mọi việc, tận hưởng những phút giây bên gia đình. Hỏa sinh thổ, bản mệnh có một mái nhà yên ấm, các thành viên luôn quan tâm và giúp đỡ nhau. Khoảng thời gian trước Tết này, ai cũng bận rộn, song mọi người vẫn dành thời gian để trò chuyện, tâm sự, tháo bỡ những khúc mắc cũng như hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa thu về những kết quả tích cực. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ các thành viên trong gia đình quan tâm và giúp đỡ nhau. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc tận hưởng những phút giây vui vẻ bên gia đình. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân, dưới sự thúc đẩy của nhị hợp, người tuổi Thân dễ nhận được sự tuyên dương, khen thưởng của cấp trên vì đã cố gắng và có những công hiến xuất sắc trong thời gian qua. Đây chính là động lực của bạn để tiếp tục vươn lên trong tương lai. Thậm chí trong những ngày cuối năm như thế này, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Vì vậy, dù có bận rộn thế nào đi nữa thì cũng nhớ dành thời gian để lắng nghe ý kiến của mọi người. Có thể ai đó sẽ vạch ra cho bạn hướng đi mới trong công việc. Hỏa khắc kim, tiếc rằng người độc thân dường như vẫn chưa có ý định đến với bất cứ ai. Bạn bận rộn với những kế hoạch cuối năm của mình nên chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa nhận được sự khen ngợi của cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc hãy mở lòng hơn với những người tốt với mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim bạn chưa muốn dành thời gian cho người khác. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày nhận thấy hỏa khắc kim, người tuổi Dậu nên chú ý hơn đến các mối quan hệ xã giao của mình, đặc biệt là quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Đừng để mâu thuẫn tranh cãi xảy ra một cách không đáng có. Trong gia đình, bạn cũng nên quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên dồn hết mọi việc trong nhà cho người ấy. Vợ chồng thường xuyên đỡ đần nhau sẽ giúp cho tình cảm thêm phần gắn kết, bạn cũng sẽ thêm hiểu và trân trọng người ấy hơn. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày 26 âm lịch, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy nên chú ý hơn đến các mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa không nên chủ động mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ công việc tiến triển khó khăn, không ai chịu nhường ai. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim hãy chú ý đến bầu không khí trong gia đình. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày, chính ấn nâng bước, người tuổi Tuất không gặp phải rắc rối lớn nào trong ngày hôm nay. Bạn tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để có thể tận hưởng một cái Tết yên bình bên những người thân yêu. Một số người may mắn hơn còn được lãnh đạo xem xét cất nhắc hoặc thưởng nóng. Nhờ vậy, bạn cảm thấy tràn trề động lực và tin tưởng hơn vào tương lai. Thành tích của bạn cũng khiến cho đồng nghiệp phải nề phục, nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Hỏa sinh thổ, bạn có thể được bạn bè và người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Nếu có thể, hãy mở lòng mình để thử trò chuyện và tiếp xúc với đối phương. Thông qua quá trình làm quen, bạn mới nhận ra mình có phù hợp với người ấy hay không. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa các thành viên trong gia đình luôn quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ khiến cho nhiều người xung quanh phải nể phục. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim được cất nhắc thăng chức, tăng lương hoặc thưởng nóng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy hãy cởi mở hơn với những người khác giới. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi,
Xem tử vi hôm nay, người tuổi Hợi phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, khiến cho công việc chẳng thể tiến triển thuận lợi như mong muốn. Con giáp này trở nên nóng nảy, làm việc được tới đâu hay tới đó, kẻo dễ vướng phải rắc rối. Khi mối quan hệ đồng nghiệp không được hài hòa, bạn cũng cần kiềm chế bản thân và thử lắng nghe ý kiến của người khác, trở nên ngang ngạnh hay khăng khăng với quan điểm của mình. Đôi bên đều cần phải thỏa hiệp thì mọi chuyện mới dần thoát khỏi bế tắc. Kim sinh thủy, may mắn gia đình chính là chỗ dựa vững chắc cho bạn. Mọi khúc mắc trong công việc và các mối quan hệ xã giao đều có thể tìm được hướng giải quyết khi bạn tâm sự với người thân. Vì thế, con giáp này đừng nên giấu mọi chuyện trong lòng. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, công việc tiến triển không mấy thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, trở nên nóng nảy, kẻo phạm phải sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, học cách thỏa hiệp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nhận được sự quan tâm của người nhà. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, đừng giấu những khó khăn hay bế tắc ở trong lòng. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh lam, quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Sửu, tuổi Mão hay tuổi Mùi. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là các con giáp tuổi Dần hay con giáp tuổi Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!